lại để bắt tay thực hiện bản album mới với rất nhiều những MV sẽ gửi tới quý vị và khán giả trong 2016 này. Và MV mở đầu trong năm nay chính là I'm Gonna Break OKF Out của DJ Trudy và phần biên đạo của biên đạo Hồng Tư trong nhóm Hoàng Tông. Và ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy rằng là nhóm Hoàng Tông đã tham gia bên trong một set quay rất là lớn này, và rất vui vì tất cả mọi người đều rất nhiệt huyết và hy vọng rằng là các bạn sẽ thích MV này. Sức mình để có thể làm những điều tốt nhất. Linh rất là thích MV lần này, bởi vì đây là MV đầu tiên mà thì Linh có thể nói là dám làm tất cả mọi thứ, bởi vì dưới sự động viên của tất cả các thành viên trong ekip, một xác mình hơn, thể hiện mình một cách rõ nét hơn và dám diễn trước ống kính hơn. Linh thì cũng hy vọng rằng là tất cả những bạn yêu mến Linh, những khán giả yêu mến Linh trong suốt thời gian qua thì sẽ không phải thất vọng và khi xem MV này, bởi vì đây mới chỉ là MV đầu tiên trong chuỗi MV của Linh năm 2016 thôi. We'll be right back.